Chào mừng toàn thể tất cả bác đến với kênh YouTube của Nam Audio. Vâng, hôm nay em về được hai cặp loa sub. Vâng, dòng hết số của JBL đó là JBL SRX728S. Vâng, trước mắt toàn thể tất cả bác đây là hai cặp loa sub tuyệt đẹp. Vâng, phải nói là tuyệt đẹp. Vâng, các bác nhìn cái màng loa thì các bác đã thấy được rằng những màu xanh biếc đã hiện rõ ngay trước mắt các bác. Rất hiếm có những cặp loa nào mà còn màng loa bass đẹp như vậy. Vâng, vâng. Hôm nay em sở hữu được hai cặp loa bass này. Toàn bộ sử dụng từ neo và sử dụng bass 50cm. Vâng, trong tình trạng đẹp xuất sắc, thùng vách các thứ còn nguyên, đầu xa không bị sứt mẻ hay xước sát gì nhiều ạ. Vâng, và bên em cũng đang bán với giá rất là tốt để cho toàn thể các bác có thể sở hữu được những cặp súp danh tiếng của JBL này. Vâng, thì sau đây em xin phép được quay cận cảnh thêm về cái màng loa bass này để cho các bác được thấy rõ về vẻ đẹp của những cặp loa mà bên em đã được tuyển chọn. Vâng, đây là thùng loa đầu tiên. Vâng, các bác đang nhìn thấy những chiếc loa bass có những màu xanh rất là biết, dùng một thời gian thì nó sẽ ngả màu tím tím. Vâng, thì những màu xanh như này thì các bác chỉ có thể nhìn thấy ở những cặp loa bóc thùng, mới bóc thùng thôi ạ. Vâng, nhưng mà hôm nay thì đã được nhìn thấy ở những cái cặp loa bãi mà còn đẹp như vậy. Vâng, thì bên em sở hữu được hai cặp, và đặc biệt với những cái cặp loa này thì nó là cùng một cặp và liền số series. Vâng, rất hiếm ở những đôi loa bãi, thì bên em hôm nay đã được sở hữu hai cặp này với số series liền kề các bác nhé. Vâng, không phải bỏ ra những số tiền quá lớn để mua những cái cặp loa đập hộp, mà các bác chỉ cần bỏ ra một số tiền rất là phải chăng để các bác sở hữu những cặp loa như bóc hộp, như bóc xốp này. Vâng, các bác có thể nhìn thấy, vâng, rất là đẹp. Những chiếc loa bass phải nói là những mẫu màu xanh đây rất đẹp. Vâng, các bác nhìn, các bác cứ tìm hiểu trên thị trường thì cũng sẽ rõ được rằng những cặp loa mà còn đẹp như vậy thì gần như nó là không có ở những cặp loa bãi, trừ khi các bác bỏ tiền ra, các bác đập hộp mua những cặp loa mới thì các bác mới có thể sở hữu được những cái tuyến loa đẹp như vậy. Và sau đây em xin phép được quay cận cảnh góc cạnh thùng loa để các bác thấy rõ hơn về vẻ đẹp của cặp loa này, được sử dụng thùng sơn sần cát. Vâng, với thùng vách rất đẹp. Sau đó em xin phép được quay số series để các bác nhìn thấy. Đó là PO417-30718. Vâng, và dưới đây nó sẽ là PO417-30719. Hai chiếc này sẽ là một cặp. Vâng, toàn bộ được sử dụng một cặp. Và bên này thì sẽ là PO417-30736. Vâng, và đương nhiên chiếc này sẽ là đuôi 737 rồi. Vâng, chính xác, đó là một cặp. Và các bác có thể nhìn thấy nó hơi ngược ánh sáng nên là các bác nhìn sẽ không được rõ, nhưng mà thùng vách là không cấn móp xước sát gì cả, còn gần như là mới các nhá. Các bạn nhìn tuyến loa thì các bác cũng có thể hình dung rõ được rằng tuyến loa của em nó đẹp xuất sắc. Vâng, mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại 077-922-8891, hoặc các bác có thể bấm đăng ký kênh và bấm vào nút chuông
để các bác có thể theo dõi những video tiếp theo về những sản phẩm mới của bên em cập nhật lên, và sẽ có những chương trình ưu đãi đặc biệt để các bác có thể sở hữu được những cặp loa cho riêng mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác nhé.